Xin chào quý vị và các bạn, đây là thiết bị định vị GT03A. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết thiết bị định vị là hàng chính hãng hay không. Thì đây là hộp sản phẩm, tôi sẽ mở hộp cho các bạn xem. Đây, trong hộp sản phẩm đây là sản phẩm chính này. Ngoài ra trong hộp thì còn có các phụ kiện đi kèm. Đây là củ sạc này. Đây là cáp cáp sạc này. Và đây là connector. Như vậy là toàn bộ hộp sản phẩm và hộp sản phẩm còn có hướng dẫn sử dụng. Thì để nhận biết là hàng chính hãng không thì các bạn cần chú ý các cái tem trên vỏ hộp. Như đây, trên tem vỏ hộp có ghi rõ đây là GT03A, nhãn hiệu sản phẩm, và số email đây là 255539. Và trong sản phẩm cũng sẽ có cái tem dán như thế. Đây, trong sản phẩm sẽ gồm có pin, thiết bị này thiết bị chạy bằng pin. Đây các bạn có thể nhìn rõ. Đây là mã sản phẩm GT03A và số series là 255539, rất giống với cả trên vỏ hộp. Ngoài ra thì nhà sản xuất rất là cẩn thận, thì ở bên trong mạch cũng sẽ có một cái tem tương tự như vậy. Tôi sẽ mở thiết bị cho các bạn xem. Thì muốn mở thiết bị này ra thì các bạn phải xoáy 6 cái ốc, nhưng tôi hiện tại tôi chỉ để hai cái ốc thôi. Máy chưa hết rồi. Đấy, thì trong đây là mạch sản phẩm. Các bạn thấy đây trên mạch cũng có một cái tem để dán nhãn hiệu là mã sản phẩm là GT03A và số email là 255539. Tôi sẽ so sánh lại cho các bạn xem. Đây, các bạn có thể nhìn rõ ba cái tem đều là mã sản phẩm GT03A và cùng có một số series là 255539. Đấy, vậy khi các bạn mua hàng của chúng tôi thì các bạn có thể yêu cầu chúng tôi mở mạch thiết bị ra các bạn xem, để các bạn so sánh ba cái tem, và như vậy thì các bạn sẽ nhận biết được đây là hàng chính hãng hay không. Thì sau khi các bạn đã kiểm tra kỹ càng thì chúng tôi sẽ dán một cái tem bảo hành vào đây, có thời hạn là 1 năm, và viết một phiếu bảo hành cho các bạn. Thì trên phiếu bảo hành cũng có ghi tất cả các thông tin cần thiết, và quan trọng nhất là phải ghi tên sản phẩm này, số series và ngày mua. Thì bắt đầu từ ngày mua thì các bạn sẽ được bảo hành 1 năm sau ngày mua đó. Thì để tìm hiểu rõ về về sản phẩm này thì các bạn có thể lên website toàn thắng gvs.com để tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.